Trời ơi, lúc này trời nóng nha, phải ở dơ luôn nha. Là đóng vai bà mối, mình chuẩn bị theo cái bông tai hàm răng là để có duyên ăn nói. Làm cặp nào dính cặp đó. Cái này là bên nha khoa tài trợ. Nói diễn viên của Đằng phải không, bên anh có tài trợ em một bộ răng. Dạ, mình tưởng được răng sứ, ai ngờ bộ này. Có tốt hay không con trọng á? Bộ răng này mới lắm. Này mình còn chuẩn bị gì đi. Nói đi đêm thì hay gặp ma. Tại sao mình đi đêm thì tối mình sẽ sợ ma? Thì đây, bóng đèn dành cho đi đêm. Môi ha. Môi. Giờ lì với bảy ơi. Tay có năm rồi. Đó. Xài được 1 năm mà. Hàng sử dụng là 1 năm. Ha, qua năm sau là dùng. Cáo và chùm nho. Rồi đó, hết rồi đó. Hết tư liệu để quay rồi. Rồi vàng mình bỏ bọc bọc vàng già. Ôm ôm cái này vô lại nha. Dạ con. Con đeo cái này, mẹ con chạy đi con đeo đi luôn đi. Gia tài của ngoại. Ngoại đâu, ngoại đâu. Ôi trời ơi. Anh đã hả, anh đem một mạch bà vàng vậy rồi anh đã tài trợ cho ai với gì hả? Giờ nhớ nha, phải nhớ chút nữa đòi nè. Là anh Vũ Hà chiếc nhẫn màu xanh nè. Con bé bảy. Cô dâu đột Việt Phương Hoa. Ai kêu em? Một sợi học bẹp, sợi dây học bẹp. Bé bảy nha, nhiều lắm, bé bảy là nhiều lắm. Một tay, hai chiếc nhẫn. Chị Chiền đã có lấy không ta? Nãy có quay đoạn nó đeo không? Để về để nó tra lại, không biết nó lấy đồ gì. Anh hay sao chứ nghe đồn là hả, bà Xui là giàu lắm, giàu nứt rách luôn. Cho tới hả 3.000 mét vuông lận mà sao giờ phải đi mượn vàng của anh vậy? Thì vàng ba bán mua đất hết rồi đó. Trời ơi, lập luận quá là hợp lý gì nữa, phải hỏi nữa. Bây giờ nhiều khi ba muốn vàng ba bán đất vậy đó, một trong hai à, một đất hai vậy. Anh nói một chút về cái layout makeup của anh đi. Anh đã makeup bao giờ đâu. Mọc. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh ra liền luôn. Mọc mà cánh nhiều phấp phới. Cơ địa. Cơ địa. Vừa mới đẻ ra lông mi dài vậy rồi. Và nhỏ là mẹ lấy dầu dừa hả ta? Dầu dừa mẹ vuốt. Vuốt lên như này. Cái riết cái lông mi được dài như vậy. Người ta nói chọn con trai mà lông mi dài quá ha, dài ha. Cũng đâu muốn đâu, tại mình con trai mà, con trai thẳng mà, phải không? Mà lông mi dài cái về xong mới biết là nó hợp trong nghề của mình luôn. Đúng. Còn mấy cái màu cũng là mới đẻ ra cơ địa. Số đi hát á. Nó đẻ ra mặt có màu. Này là lấn ác cô dâu luôn. Ai lấn ác gì? Ai ác? Để ai ác cho tôi lấn. Ai ác bao giờ? Đẹp đôi có gì đâu nói chạy. Đẹp không? Đẹp đôi mà. Xứng đôi vừa lứa. Xứng quá xứng luôn rồi. Hôm qua là quay cảnh là đám cưới á, là cảm thấy là rất là xứng lứa vừa đôi luôn. Cá mè một lứa, mè mã gà đồng, tiên đồng một nữ. U trâu mà gì? Đúng. U đâu mà gì? Xứng quá mà. Anh cho cái cặp đó là bao nhiêu điểm về hả? Tất cả mọi thứ luôn. 11/10. Là có một cái một hả? Sao một cái một được 11/10? Sao tính một? 11/10. Không tính một. Đã được thêm điểm cộng nữa. Điểm can đảm. Thật ra cái da cô dâu đáng lẽ là cô phải vô. Cô vô là 12. Lấy chưa? Tại vì tới hai người can đảm lên.